Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cái lá vàng này đi, bỏ đi cái lá vàng này, không bỏ đi mà nó lây lan ra thì cảnh khác ấy nó sẽ bị hỏng lắm các bạn ạ. Đó, mình nhặt đi, nhặt lấy cái đó, hỏng này đi, rồi mình bỏ này, cái này bỏ, thì cái vàng này phải bỏ hết. Nó xanh luôn. Đó. Đã các bác ơi. Đó, mấy cái lá vàng này thì mình nhặt bỏ đi. giống kiểu cây nó vàng lá, mình phải nhặt hết đi, nha các bác ơi. Đây là cây đô la nha mọi người. Cây đô la này thì cái này giống như những cái tổ sư á, nên là gọi là cây đô la. Son môi cũng thế, thì có dấu hiệu mà lá vàng này, nhặt hết đi không được để lại, nó bay ra sang lá khác là hỏng, không để được. Bỏ hết nha. Kéo hết rồi các bác ơi, này tiếc lắm mọi người ơi, nó bị nhám hết rồi, tiếc lắm.